Chào mừng các bạn đã đến với kênh Khám phá Tubi. Rất vui được gặp lại các bạn trong video của ngày hôm nay. Các bạn thân mến, xe bọc thép được mệnh danh là những pháo đài di động không thể phá vỡ trên mọi địa hình. Bạn thường thấy chúng trong các video quân sự hoặc phục vụ các quan chức cấp cao như tổng thống. Vậy tại sao chúng lại độc đáo đến vậy? Và bạn đã nghĩ đến việc sở hữu một chiếc xe bọc thép chưa? Hãy xem ngay video của chúng mình ngày hôm nay để biết được những chiếc xe bọc thép đặc biệt hàng đầu hiện có trên thị trường các bạn nhé. Range Rover Kalassen, 816.000 đô la. Kalassen là chi nhánh hàng đầu của Đức về xe bọc thép hạng sang Range Rover và được sản xuất dựa trên SUV Range Rover SV. Những thay đổi đáng chú ý nhất là việc tăng chiều dài xe thêm 1016mm, cửa sổ kính chống đạn và cửa sổ trời, cũng như thân xe bọc thép ở cấp độ bảo vệ VR9. Nó có khả năng chống lại tất cả các loại đạn xuyên giáp và thậm chí cả lựu đạn DN51. Lớp Kevlar là một vật liệu quan trọng của áo giáp chống đạn, chịu được áp lực vụ nổ gấp 5 lần so với thép. Nội thất rộng rãi, sang trọng vô cùng, với công nghệ hiện đại, khoang lái 2 chỗ được ngăn cách với khoang 4 ghế hành khách bằng lớp cách âm kính đặc biệt. Do đó bạn có thể thoải mái la hét và thậm chí nhảy trong không gian đó mà không sợ gây ra bất kỳ xáo trộn nào. Động cơ vẫn không thay đổi so với nguyên bản V85L, công suất 561 mã lực, và mô men xoắn cực đại 700 Nm, được các nhà lãnh đạo cấp cao của Cameroon và Campuchia tin tưởng, và bạn có lẽ là người tiếp theo. Hai, Kamanking 1,9 triệu đô. Lấy cảm hứng từ thiết kế của máy bay chiến đấu tăng hình 1008, kỹ sư của công nghệ ô tô quốc tế đã làm việc cùng nhau để tạo ra siêu SUV Kamanking. Nó dựa trên khung cơ sở Ford F-150 với ngoại thất hoàn toàn khác, lấy cảm hứng từ con diều hầu dũng mãnh. Thân xe được đặc trưng bởi nhiều đường nét hình thoi dứt khoát với màu đen huyền bí. Thân xe nặng 6 tấn, bọc thép có chức năng như ô chống đạn và cách ly nhiệt ở nhiệt độ -40 hoặc 90 độ C. Trái ngược với vẻ thô ráp của nó, cabin sang trọng vượt xa mọi ý tưởng với công nghệ tiên tiến vàng cùng các chi tiết nổi bật trên nền da và gỗ Alcantara cao cấp. Buồng lái và khoang hành khách được ngăn cách bằng một chiếc TV lớn và giá đắt tới 3,8 triệu đô cho phiên bản cao cấp chống đạn. 3. Incat Lincoln Navigator L2020, 500.000 đô. Incat có một tập đoàn hậu cần an ninh Canada chuyên về chế tạo xe chống đạn cho các tỷ phú và siêu sao, những người ý thức về tầm quan trọng cũng như các nguyên thủ quốc gia yêu cầu được bảo vệ tuyệt đối. Lincoln Navigator L Incat là chiếc xe bọc thép mới nhất của hãng xe trong năm nay. Nó dựa trên chiếc SUV Lincoln Navigator Incat. Ngoại thất sang trọng giờ đây trở nên an toàn hơn bao giờ hết với khả năng xoay 360 độ. Mái che và sàn bảo vệ tên lửa đạn đạo cũng như kính chống đạn nhiều lớp. Navigator Incat đứng vững trước các loại đạn 7,62 x 51mm hoặc 0,33 Winchester và thậm chí cả những vụ nổ lựu đạn mạnh được mệnh danh là khủng long của Mỹ. Nó hiện đang phát triển rộng rãi hơn với chiều dài trục cơ sở được kéo dài thêm 379mm, khiến không gian trở nên đáng ngưỡng mộ và thanh lịch hơn. 4. Delvaro Amor V2, 100.000 đến 200.000 đô la. Ford F-150 và Toyota Tundra đã là biểu tượng của dòng xe bán tải Mỹ. Một lớp bảo vệ thô bằng polymer màu xám hoặc đen tạo nên sự quyến rũ đặc biệt của những chiếc xe từ nhà máy hàng Duval. Hệ thống camera quan sát nhiệt đáng giá từng xu vì nó có thể cảnh báo ngay lập tức những kẻ xâm nhập từ xa. Toyota Tundra Delvaro được trang bị 5,7 lít động cơ V8 với hệ dẫn động 4 bánh sản sinh công suất 570 mã lực. Khả năng upgrade của nó trở nên tốt hơn nhiều với tay điều khiển hệ thống treo được cải tiến và bộ nâng 6 inch. Tôi không thể tưởng tượng Ford F-150 với sức mạnh của một siêu xe 850 mã lực sẽ hoạt động như thế nào, cho dù là đất ngập nước hoặc sa mạc cát, nhưng chắc chắn sẽ là điều đáng kinh ngạc.
Dino GX 200.000 đến 300.000 đô. Phương tiện đi lại có lẽ là niềm mơ ước của nhiều đấng mày râu. Những chiếc xe chuyên dụng của Mỹ đã hiện thực hóa giấc mơ đó với Dino GX dựa trên Ford F450 siêu nhiệm vụ. Thiết kế GX trông Dino cứng cáp chắc chắn với thân xe bọc thép và không sợ hãi như một chiến binh. Tuyệt vời hơn là nội thất sang trọng, rộng rãi, kết hợp hoàn hảo với công nghệ thông minh phía sau hàng ghế, cho phép ông chủ giao tiếp với buồng lái bằng radio và được ngăn cách bởi một bức tường cách âm. Một vài chiếc F450 còn sót lại có lẽ ưu tiên động cơ diesel 6,7 lít V8 Power Stroke hoặc 6,8 lít V10 xăng kết hợp với hệ dẫn động 4 bánh. Quá đủ để nó chinh phục mọi chuyến đi. Sáu, Incas Century Civilian, 350.000 đô la. Incas Century Civilian là sự kết hợp giữa nội thất cực kỳ sang trọng và thiết kế chắc chắn cho các mục đích cụ thể và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn của lực lượng đặc nhiệm phản ứng nhanh của Mỹ. Dựa trên thiết kế ban đầu của chiếc xe tải siêu nặng Ford F550, Civilian Century được thiết kế lại với phong cách vuông vắn và góc cạnh, với thân được làm bằng cửa kính chống đạn nhiều lớp bằng thép đen chắc chắn và hệ thống lốp phẳng chống đạn đặc biệt. Civilian có thể chống lại sức công phá của súng trường 7,62mm hoặc lựu đạn 2DM51 cùng lúc. Trong cabin mang đến sự thoải mái về chất liệu tuyệt vời, với ghế massage hình kim cương thêu tay, hệ thống giải trí cao cấp. Hơn nữa, nó còn có thể sống sót sau một cuộc tấn công hóa học với hệ thống lọc không khí hiện đại. Đây là sự lựa chọn thực sự hoàn hảo cho mọi nhà. 7. Conquest Knight XV, 800.000 đô la. Nếu bạn vừa có tiền để đốt và muốn được an toàn như ngồi trong một chiếc xe tăng trên đường phố, Knight XV là lựa chọn tốt nhất của bạn từ trước đến nay. Một chiếc SUV bọc thép thủ công và cực kỳ sang trọng của Canada, chinh phục niềm tự hào và mang lại niềm vui. Dài 5,5m và nặng 8,8 tấn, với vẻ ngoài góc cạnh và đáng chú ý đến mức nó trông giống như một phương tiện chiến đấu. Knight XV được bọc thép cẩn thận bằng thép cường lực chất lượng cao và cửa kính chống đạn, nên nó có thể sống sót trong mọi loại đạn và ngư lôi. Với hệ thống camera vệ tinh tiên tiến được trang bị, nó cảnh báo gần như ngay lập tức khi có bất kỳ xâm nhập nào. Tuy nhiên, Knight XV bị giới hạn chỉ với hai tùy chọn động cơ Ford 6,7 lít V8 turbo diesel hoặc Ford 6,8 lít xăng V10. Cả hai đều sản sinh khoảng 300 mã lực. 8. Netvani Tank, 400.000 đô la. Được xây dựng dựa trên ý tưởng cơ bản của huyền thoại địa hình Mỹ, Jeep Grand JL, chiếc xe tăng Netvani chắc chắn không phải là một chiếc xe bình thường vì nó được trang bị động cơ tăng áp V8 6,2 lít giống như Dodge Challenger và có thể sản sinh tới 1.000 mã lực và mô men xoắn cực đại 1.180 Nm. Ngoại thất hung hãn được làm nổi bật với những đường nét mạnh mẽ và màu đen mờ khuấy động sự tương đồng của xe tình báo quân sự. Phiên bản thép chống đạn cũng được trang bị camera hiệp sĩ chống đạn và cửa kính chống cháy. Lốp xe quân sự phẳng có khả năng di chuyển 80km trở lên sau khi nổ lốp. Đặc biệt là xe tăng Netvani còn có khả năng chống lại vũ khí xung điện tử, có thể hủy diệt như xung điện tử từ một vụ nổ hạt nhân. 9. Teledai Hukha RPV Civilian, 350.000 đô la. Phiên bản được sản xuất bởi Teledai, một nhà sản xuất ô tô đẳng cấp thế giới của Canada, chuyên sản xuất các loại xe bọc thép chọn lọc cho quân đội và cảnh sát. Nhưng với phiên bản dân sự Hukha RPV, bạn sẽ cảm thấy rất đặc biệt, vì giờ đây nó là hợp tác trên đường phố. Dựa trên xe của Ford F550 huyền thoại, một chiếc bán tải hạng nặng, Teledai đã nâng cấp nó thành Hukha, với vẻ ngoài mới mẻ và nam tính nhờ những đường cắt dứt khoát và vị trí ổn định. Và đặc biệt, nó còn được bọc thép chống đạn ở cấp độ bảo vệ B7, sẵn sàng bảo vệ chủ nhân chống lại đạn 7,62x51mm hoặc thậm chí là đạn xuyên giáp cho súng trường Dragunov SVD và súng máy PKM. Phiên bản xe tuần tra nhanh Hukha trang bị động cơ turbo diesel V8 6,7 lít kết nối với hộp số tự động 6 cấp sản sinh công suất 330 mã lực, và đặc biệt là với 4 hệ thống truyền động bánh xe.
luật visa chống trượt giúp họ tự tin có thể thách thức mọi địa hình, kể cả đồi núi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Vừa rồi là những chiếc xe bọc thép khủng nhất hiện có trên thị trường. Các bạn nghĩ thế nào? Có muốn sở hữu ngay một chiếc không nào? Hãy để lại cái tên mà bạn ưa thích bên dưới phần bình luận nhé. Đừng quên like, share và subscribe channel để đồng hành cùng chúng mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.